Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ có một số ít đồ nghề mình lên sóng, thì anh em xem có món nào phù hợp thì liên hệ với mình để đặt hàng ha. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi cách thức một xíu. Thì khi mà anh em gọi điện cho mình không được thì anh em có thể để lại tin nhắn, tại vì cái tính chất công việc của mình là nó là bán hàng cho một công ty và làm cái phần dịch vụ là thay nhớt, nên là khi mà mình bận nói chuyện hoặc tiếp khách thì mình sẽ không thể nghe máy được, thì anh em vui lòng để lại tin nhắn ha. Với lại là mình hay chạy xe ngoài đường nên là anh em gọi cho mình không được, cứ để lại tin nhắn. Và khi anh em chốt món hàng thì vui lòng để lại nhắn tin cho mình với một cái địa chỉ đầy đủ chi tiết, họ tên người nhận và phường xã, thì nó tiện cho việc mình đóng hàng. Rồi thì đầu tiên thì vào cái mã số 1, nó là một cái sạc bình. Đây, nó là cái sạc bình, thì ở đây nó sẽ là sạc bình. Đây là nó sẽ sạc bình 6V hoặc 12V, công suất là 5A. Đây là cái cầu chì 5A. Mấy cái sạc bình này thì anh em không bao giờ sợ nó hư, trừ khi cắm lộn điện thôi. Đây, khi mà ví dụ như nó quá tải hay gì á thì nó sẽ cháy cái cầu chì này trước, nó ngắt cái cầu chì, thì nên là anh em chỉ thay cầu chì là sử dụng tiếp. Đó, thì đây nó sẽ có là 5A. Đó, cái này của Yokoyama. Thì cái đây là một cái hãng không thuần Nhật, nó là của Đài Loan, nó xuất qua thị trường Nhật, nhưng chắc chắn nó vào thị trường Nhật thì nó sẽ tốt hơn là hàng Trung Quốc sản xuất xuất qua thị trường Việt Nam, mình bảo đảm luôn. Đây thì ở đây nó sẽ xài điện 100V. Đây là cái thông số của nó. Đó, anh em để ý kỹ giúp mình nha, hoặc là nhiều khi anh em coi, anh em muốn rõ một món đồ thì anh em bấm dừng lại anh em coi ha. Đây, mình thì muốn cho anh em nó rõ ràng về cái hàng hóa mình bán thôi, nguồn gốc về xuất xứ hàng hóa thôi. Đây là mấy cái lỗ tản nhiệt. Đây, DC 12V ra 3A, còn 6V ra 1.5. Thì cái bình xe máy của mình hay xài thì nó sẽ là 12V 3A. Thì cái này mình sạc là vừa ha. Còn nếu mà anh em xài bình lớn thì phải mua cái đồ sạc bình lớn. Đó, thì ở đây nó có mặt đồng hồ và gạt. Anh em vui để ý kỹ là khi mà sạc cái loại nào thì anh em gạt qua cái đó ha. Bây giờ mình sẽ cắm điện thử. Đây, bây giờ mình sẽ cắm điện thử. Đây thì nó sẽ lên cái bóng đèn. Thì bây giờ mình sẽ cặp cái đồng hồ vô, cặp cái đồng hồ vào mình đo. Đó, đây đó, anh em sẽ nhìn cái đồng hồ ha. Thì đây là cái cực âm nè, đây là dương. Đó, khi mà anh em sạc bình 12V thì cái cường độ dòng điện này ra nè, nó sẽ là 15V thì nó sẽ sạc cho 12V ha. Giống như cái bộ sạc bình xe máy của mình cũng vậy, khi mà mình chạy nổ máy lên rồi, hoặc nổ máy lên để mình biết cái nguồn sạc vào, thì lúc nào nó cũng 14V mấy đó, nó 13-14V chứ nó không có khi nào 12V đó, nên là cái này nó ổn định ở cái tầm 15V. Còn bây giờ mình sẽ gạt qua 6 ha. 6 thì nó sẽ sạc là 9. Đó, nói chung là cái này đang hoạt động tốt nha, đèn báo rồi. Đó, thì cái món số 1 có giá là 400k. Cái này có giá là 400.000 nha anh em. Đó, đây mình sẽ đeo vào đây. Giá của nó là 400.000. Rồi, món số 2 là một cái hộp gỗ điêu khắc của hãng gì, của hãng Kai nha anh em. Kai là một cái hãng nổi tiếng lắm, nổi tiếng về đồ dùng gia dụng ngoài Nhật. Đây là cái bộ điêu khắc, đây nó gồm 5 cỡ 5 màu, cái hộp nhựa rất là đẹp. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở ra. Cái này mở nó hơi rất phức tạp xíu, là anh em kéo đẩy lên ha, đẩy lên gạt ra, kéo hết ra. Đó, ở đây nó gồm 5 đầu. Cái này là hàng chưa sử dụng còn rất là đẹp. Đây mình sẽ chiếu một cái mũi cho anh em xem. Ui, cái này lấy nó khó quá, tại nó nhỏ. Đó, thì mình sẽ lấy cái mũi cho anh em xem là đó, đẹp gần như là chưa sử dụng luôn. Đó, thì cái hộp này rất là đẹp nha, nó đủ 5 màu. Đây, thì có giá là
có giá là 250.000 bộ điêu khắc chưa sử dụng của Nhật đó, giá 250.000, nó gồm 5 mũi bộ điêu khắc gỗ. Rồi tiếp theo một cái mã số 3 là một cái máy mài khu, tạm gọi là vậy đi, nó sử dụng đầu khoan, thì cái máy này nó sẽ kẹp là 3 ly nha, 3 ly ở đây để mình ghi chú vô, kẹp khoảng 3 ly. Thật sự kẹp 5-6 ly, kẹp 4-5 ly cũng được, để mình mở cái này ra hết cỡ ra. Tại mình cũng chưa ấy, mình về mình chỉ thử máy thôi chứ chưa có coi hết cái thông số của nó nữa. Thì cứ cho nó tạm là 3 ly đi ha, là khi mà anh em kẹp một cái mũi mài khuôn hoặc cái gì vô đó, anh em muốn đánh bóng, đánh nhám hay là cái gì đó thì tùy. Thì ở đây thì nó hình như là 3 ly, để mình đo cái đầu kẹp của nó. Nó kẹp khoảng 5 ly đổ lại thôi. Đây, nó kẹp 5 ly đổ lại thôi. Thì bây giờ mình giới thiệu sơ qua cái máy này, cái máy nguyên vị của nó sẽ là như vậy. Nó vào một cái trái khế để mở máy. Thì mình muốn nó tiện thì mình mở cái này ra, mình mở cái đúc cái trái khế mình mở. Đây là một cái máy của cái hãng Leo to, điện 100V công suất 85W. Cái hãng này thì nó sẽ chuyên về cái máy mài khuôn ha. Các loại máy mài khuôn thì nó sẽ của này, cái đời máy này là đời năm 1996, thì là nó là 23 năm rồi. Thì đây mình sẽ mở thang ra cho anh em xem cái thang của nó. Máy này còn rất mới, chạy cực kỳ êm luôn. Máy này năm 1996, cực kỳ êm, chạy mình đã thử rồi. Đây chút nữa mình sẽ thử cho anh em. Thì thang của nó đây, cái thang này nè, mình mở ra để cho anh em coi cái độ dài của nó, là nó dài khoảng gần 1 phân. Thì cái này anh em xài là múc mùa luôn đó, anh em thấy cái độ dài của nó không? Thì mình sẽ kẹp cái thước cặp mình đo. Ồ, nó dài, còn dài đúng 1 phân. Thì cái này anh em biết rồi đó, thì mấy máy của Nhật mà rất là bền. Cái máy này năm 1996. Thì ở đây để mình sẽ để cho anh em coi cái cọng dây điện nó có số ở đây. Tại vì hôm qua mình rửa máy mình thấy nó thôi. Với lại cái máy này đời rất là cổ, mình dán lại để đánh dấu, không biết nó nằm đâu rồi. Đây à, cái máy 1996. Hơi khó lấy nét nha. Đó anh em thấy nha, năm 1996 nó hơi mờ. Anh em về mà thấy lấy coi trực tiếp đó, thì nó dễ. Thì cái máy này mình bán với cái tính chất là anh em sưu tầm, lâu lâu thì có cái việc gì anh em xài thì nó sẽ tiện hơn. Đó thì bây giờ mình mở dây ra mình thử cho anh em nha. Nhiều khi anh em cái máy này là nó chạy 20 mấy năm rồi mà nó vẫn còn ok đó. Nhiều khi anh em mua máy Trung Quốc hoặc gì đó nó chạy không lại đâu, tại vì cái hãng này nó chuyên sản xuất máy mài khuôn. Mình thấy anh em có rất là nhiều, những anh em mà đi bãi chung với mình, anh em nào cũng mua có một cái để nhà, bản thân mình cũng có một cái, nhưng mà máy nó là năm 1989. Đây mình sẽ bật cho anh em ha. Đó, anh em nghe cái tiếng máy quay. Chạy cực kỳ êm luôn nha. Đó. Dây zin từ A đến Z. Không lai bất cứ một món nào, chỉ có trái khế thôi. Trái khế là mình lụm vào một cái khác đưa qua, tại vì nó rớt ở bãi thì nó mất cái trái khế. Thì đây đó, cái miếng kiếp này vẫn còn nguyên vẹn, anh em có thể tháo ra đúc cái trái khế vào để vặn xiết hoặc là ấy. Đó thì cái máy này có giá là 800.000, anh em nào thấy phù hợp thì mua. Nhiều khi có người mắc, người thấy người nào thích thì nó đáng cái đồng tiền rồi.
Tiếp theo cái món số 4 là một cái bơm xe máy, bơm xe máy hoặc xe đạp, để mình cân coi nó bạn anh nặng bao nhiêu ký nha. Ở đây mình sẽ có một cái cân trợ ly. Đây mình sẽ cân coi nó nặng bao nhiêu gam. Nó nặng 230 gam nha. Đó, nặng 230 gam. Chiều dài tối ra là 34 ha. Thì ở đây nó sẽ có là bơm xe máy nó của Nhật. Chất liệu là aluminum, là nhôm. Là mini lopum. Panaracer. Đó thì ở đây nó có các thông số ở đây, chữ Nhật ha. Đây là cái bơm xe máy, cái vòi này là vòi bơm xe máy nè. Để mình bơm thử. Cái này mình đã bơm thử cái xe máy rồi, lên hơi rất là tốt. Nhẹ. Cái này là để mà anh em điều chỉnh con ốc. Ở đây anh em có kể thể, ví dụ như anh em đi xe đạp đó, anh em mở ra anh em cặp vào ấy, khi mà anh em cần xài anh em mở cái dây này ra. Cái này còn mới lắm nha, mới trên 90%. Đó, mở dây này ra, rút cái ốc bơm ra. Cái này nó giống như một cái kẹp vô một cái đế vậy đó. Đó, anh em gài cũng bơm vô. Đó. Cái này được gọn nhẹ rất là tiện. Anh em nào mà đi tay ga hoặc là xe đi tay ga này kia, đi tay ga hoặc là vừa bỏ cốt xe rất là tiện, nhằm khi có sự cố về bánh anh em bơm lên vẫn có thể chạy tiếp được ha. Thì cái giá này có giá là 350 ngàn. Đúng rồi, 350 ngàn, rất là nhẹ, siêu nhẹ, bơm rất là mạnh luôn. Mình đã thử trên chiếc xe máy của mình rồi. Đây thì nó sẽ gặt ra đó, anh em có thể nhìn thấy cái, nghe thấy cái tiếng xì của nó. Nó đây là cái bàn để mình đạp chân lên, siêu nhẹ luôn nha. Rồi, tiếp theo món số 5. Món số 5 là một cái hít kính của Nhật. Đây, cái hít kính nha. Đường kính của nó là, mình coi ra, đường kính là 12. Còn rất là mới, rất là đẹp luôn, nhôm cực kỳ đẹp. Đây, của Nhật. Đây, mình sẽ hít xuống cái nền gạch men cho anh em. Đó, nhắc lên là cũng khó khăn rồi đó. Nhả ra nè. Đó, nhả ra. Có giá là 300 ngàn. Anh em nào mà sưu tầm hay là gì thì có cái này cũng được. Hoặc là anh em làm nghề hít kiến á, mặt láng nha, không có bị một vết dày nào hết á. Mình bán hàng thì rõ ràng mọi cái góc cạnh cho anh em. Hàng lỗi mình chấp nhận, mình quay đầu liền. Rồi, giá của cái món số 5 là 300 ngàn. Đây, tiếp theo món số 6 là cuộn chì. Chì này chì mấy ly ta? Chì này chắc 2 ly quá, mình chưa đo cái đường kính nữa. Chì này 3 ly. Chì này 3 ly. 3 ly. Thì cái cuộn chì này nó không có nhựa thông nha anh em. Thì khi mà xài anh em phải có nhựa thông. Cuộn chì này gần như là nguyên cuộn, mình chỉ chích thử một sẵn một đầu đây nè. Một đầu để test thử thôi, xem có nhựa thông hay không. Thì cái cuộn chì nó nặng 1 ký. Đây, đúng 1 ký luôn nha. Đó thì có giá là 250 ngàn. Anh em nào mà xài mỏ hàng công suất lớn thì rất là cần cái cuộn chì này. Rồi, món số 6. Tiếp theo món số 7 là một cái mỏ hàng của hãng Haco. Đẹp như mới, chưa sử dụng luôn. Chưa sử dụng luôn nha. Tại vì nếu mà sử dụng rồi thì nó sẽ dính chì vào đây. Mình chỉ thử cái độ nóng của nó thôi. Mình cắm mình thử nó còn nóng không là biết nó hoạt động tốt rồi. Đây, 100V công suất là 60W, thì mình bán với giá là 250 ngàn. Đây đó, anh em thấy cái mỏ hàng chị, cái miếng này còn zin luôn, dây đẹp nguyên kiện, nguyên đai nguyên kiện, cái này của nó luôn nha. Mình nhặt ngoài bãi về nó đẹp như vậy luôn á. Mã số 7 giá 250 ngàn, công suất 100V 60W nha, 60W. Hàng chưa sử dụng, thiếu cái hộp rồi. Tiếp theo mã số 8 là một cái dụng cụ bơm trái banh. Cái này thì nó của hãng Đài Loan xuất qua thị trường Nhật nha. Ở đây, đây, mình sẽ ghi cái mắt in sai qua. Đây, à, hàng Đài Loan xuất qua thị trường Nhật. Đó, để bơm banh.
Đây. Nó có một cái anh em nào mà hay chơi đá banh hoặc gì đó, mua này về bơm banh. Rất là mạnh. Đó, anh em nghe tiếng bơm mình em biết rồi. Không bị dội ngược lại. Nhìn rất là cứng cáp. Đó. Mới nguyên chưa sử dụng luôn. Hàng này chưa sử dụng nha. Đó, giá là 250.000. Anh em nào mà chơi banh bóng gì đó, có nhu cầu bơm banh hoặc là mua về để sẵn bơm cho con cá chơi. Mình biết trong đây anh em nhiều anh em lớn tuổi lắm rồi. Em thì mình thì mới có 20, 27, 28 thôi. Nhiều anh em 40 mấy 50, có khi hơn nữa. Rồi, mã số 8 giá 250.000. Nhiều khi con cháu chơi đá banh đó, nó về bơm cho nó. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 có giá là 450.000. Đây là một cái cọng dây nguồn của Nhật nha. Cọng dây nguồn. Cái này thì nó dài 10 m. Đây, rất là đẹp, còn một màu xanh rất là đẹp. Gần như mới luôn, mới luôn á. Nó mới, nó thiếu cái bao thôi, với lại nó dính dơ thôi. Ở đây thì nó có các móc treo nè. Khi mà anh em ví dụ như anh em muốn kéo dây ra mà không muốn để dưới đất á, anh em có thể lòn cái này qua, nó có nhiều cái móc treo. Đâu rồi? Hiện tại mình chưa có mò ra, nhưng mà tại vì cuộn dây vào rồi. Nó có các móc treo ở đây nè, để khi mà anh em móc dây lên trên cao á, để khỏi vướng víu ở dưới đường. Thì ở đây cái dây nó là sẽ là xài đuôi dẹp nha, của hãng Taikatsu. Đây, anh em có thể thấy cái tên hãng của nó, Taikatsu. Cái cọng này thì nó có công suất là 15 ampere. Đây tên hãng, đây nhìn nó rõ hơn. 15 ampere, điện 125 v. Mình xài 200 v cũng được, không vấn đề nha. Đó, đây, ở đây nó sẽ có một cái công suất nguồn của nó. Dây này rất là mềm luôn. Anh em đừng có so với cái cọng dây mà anh em ra tiệm điện anh em kêu mua dây nguồn rồi. Nó cứ ngắt à, nó không có được mềm như vậy. Anh em cuộn vào 5 tháng nó vẫn rất là mềm. Nó mấy cục, mình thấy mấy anh công trình hay xài mấy cọng dây nguồn của Việt Nam, nó rất là cứng, nó dễ chai, nó với lại nó dễ bị chóc nữa. Thằng này mềm, anh em đè đồ hoặc là có kéo gì đó, nó không có bị xước, nó ít bị xước hơn là cái cọng dây cứng. Nè, anh em thấy bóp không? Cầm hai ngón tay bóp. Dây Việt Nam không bao giờ được vậy. Đó. Bóp nhẹ xong thả ra trở lại như cũ. Thì anh em nào xài qua rồi biết ở đây là Taikatsu nha. Cái này là cái tên hãng của nó nè. Đó. Ở đây là dây bên trong là 1.25, hai lõi ha. 600 V. Nó tối đa chạy trong là dây 1.25. Nó rất là đẹp. Ở đây nó có các móc nè, đó, mình thấy được hai móc rồi. Khi mà anh em mà không muốn nó nằm dưới đất, anh em móc máng lên, máng vô đây. Rất là đẹp, dài 10 m. Ở bên ngoài, dây bên ngoài nó là 10 ly á. 10 ly, 9 ly. Đây, 9 ly. À. Cuộn này thì có giá là 450.000 nha anh em. Anh em nào mà chơi đồ Nhật thì nên mua cái này, tại vì nó là dây nguồn của Nhật. Nó xài đuôi dẹp không mà, chứ nó không xài đuôi tròn. Rồi. Tiếp theo mã số 10 là một cái bơm bong bóng. Đây. Anh em nào mà bơm bong bóng cho con cái cháu gì chơi đó, đây. Bơm mini như một ống tim. Đó. Em nghe tiếng xịt xịt không? Cái này của Nhật. Cái này thân bằng kim loại. Ha, đầu ra rất là nhỏ để bơm bong bóng á. Rồi giá là 150.000, cái này nhét túi áo là vô tư luôn. Cái kia thì nó lớn. Đó, mã số 10. Cái chiều dài của nó khoảng 12 cm. 14 cm. Rồi, mã số 10. Tiếp theo mã số 11 là một cái bộ tua vít đa năng. Cái này là hàng của Đài Loan xuất qua thị trường Mỹ nha. Đây. Hàng này hàng Đài Loan xuất qua thị trường Mỹ. Đó, anh em thấy không? USA. Đây. Thì cái tua vít này là cái tua vít tự động. Nó dài, chiều dài là 23. 23 cm. 23. Thì ở đây tự động nè. Đó, anh em mà xoay cái này.
thì nó sẽ đứng, nó không xoay được. Đó, anh em thấy không? Khi mà anh em lật qua trái thì nó sẽ tự động một chiều. Một chiều. Anh em quay qua bên bên phải. Tự động đảo chiều lại, quay chính giữa thì nó khóa lại, nó không quay được. Thì đằng sau này nó có một cái bộ tua vít. Đây. Đây, bộ tua vít gồm 3 mũi ba ke, 3 mũi dẹp. 3 mũi ba ke, 3 mũi dẹp và 2 mũi lục, 2 lục, 2 mũi bông. Ha. 2 mũi bông đây. Đó. Thì ở đây anh em gài vô thì nó có 500, nó không bị rớt, nó rất là nhẹ nhàng thôi. Đó. Đây nè, gài vô. Đó, nó sẽ tự hút, nó không bị rớt. Đó. Đó, giật ra phải giật mạnh, còn anh em đẩy lên nè. Đó, nó hút cái bạc. Rồi đó. Thì cái bộ này hàng Đài Loan xuất qua thị trường Mỹ thì có giá là 250.000. Tôi dít tự động gồm các mũi ở dưới đít ha. Đó. Nghe rất là sướng tai. Mã số 11 250.000. Rồi. Tiếp theo mã số 12. 12 là một cái cây xương chó 8 đầu của hãng Túc. Cây này mấy bữa trước mình cũng bán rồi ha. Nó gồm cái số là 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 và 22. Các đầu còn rất là đẹp. Nó chỉ bị dơ thôi. Dơ với bị xét một xíu, xét giống vậy nè. Mình đã chà sơ qua rồi. Nói chung các đầu nó không có bị tòe, không bị gì, rất là đẹp. Đó, mình sẽ cho anh em coi đây. Đó. Rất là đẹp. Sắc nét chứ nó không có bị tòe, các đầu nó dài. Anh em xoay xài cái nào thì xoay tới cái đó. Giá của cái này là 350.000 nha anh em. 350.000, mã số 12. Tiếp theo mã số 13 là một cái cạo bạc đạn. Cạo bạc đạn này cũng rất là đẹp nha, giá là 300. Đây, mình sẽ cho anh em coi cạo này của hãng Hit. Ha, của hãng Hit. Đây là da ban. Đây tại vì nó sáng quá, nó bóng quá nên là nhiều khi anh em hơi khó thấy. Nó rất là đẹp. Cái này là 75 nha anh em. Đây đây thấy rồi. Cái này là 75. Là cái chiều dài của cái này là anh em xài cạo mini, cạo những cái bạc đạn máy nhỏ nhỏ kiểu như máy mài hay gì đó, khi mà anh em muốn xài bạc cạo ra. Đây. Của Nhật nha, Hit GB gạch 75. Rất là đẹp. Mới chưa sử dụng. Đây, anh em có thể nhìn thấy cái này. Nó không một vết dày luôn. Rất là đẹp. Nó bên ngoài cũng rất đẹp, thép đen. Đó, cái chiều dài của hai cái càng là 75. À 100. 75 là cái gì thì mình không biết. Sorry anh em. Chiều dài trục là 12, 120. Đó, 120 mm. Chiều dài chục là chiều dài càng là 10 100 á. Ha, thì cái này còn mới tinh, rất là đẹp luôn. Cả hai đầu trên dưới gần như là chưa xài, giá là 300.000. Cái này để xài những cái đồ mini nha, nhiều khi anh em hư mấy cái đồ nhỏ nhỏ có cái hay xài, cái lớn thì nhiều khi đút không có vô được, với lại nó nặng nè. Rồi tiếp theo mã số 14 là cây cần tự động 1/2 của hãng KTC. Đây, rất là đẹp luôn, gần như mới. 12,7 mm KTC Kyoto. Đó, nhiều dòng để mình giới thiệu qua, nhiều. Đây là cái hàng nội địa của Nhật, tiêu chuẩn GF. Thì ở đây nhiều khi nó có để Japan hoặc không, thì nhiều anh em sẽ thắc mắc, sẽ hỏi mình là nó tùy đời thôi, đời sau đời mới gì nó để Japan để phân biệt này kia thôi, chứ thực sự nó không khác gì nhau, nó đều là hàng Nhật hết. Đó, thì mất công anh em hỏi mình rồi bán cái cần không có chữ Japan thì nó không phải là Nhật, thì mình nói trước luôn, từ về sau thì nó sẽ có những cái cây không có chữ Japan, anh em để biết để phân biệt thôi. Cái này cần gần như mới luôn nha, đầu 1/2, đầu 1/2 đó, đẹp. Đảo chiều đầy đủ, ốc 7 màu, bên trong răng này cũng 7 màu luôn nè anh em, về anh em nhìn bằng mắt sẽ thấy. Đó, dài 25 cm, cầm rất là chắc tay, giá của nó là 300.000.
Rồi tiếp theo cái mã số 15 có giá là 200.000. Đây là một cái con dao của hãng Suncraft. Đây Suncraft hãng này chuyên gia sản xuất đồ bếp nha, chuyên gia sản xuất đồ bếp. Đây nó hơi khó thấy đó, có chiều dài để mình đo cái chiều dài cho anh em. Dao này còn dao ghép cành đó, cán bằng nhựa rất là đẹp, nhựa cứng, dài 18 cm. Đây của Nhật luôn nha. Đó ở mũi này nó sẽ bị ấy một xíu, nó bị dăm một xíu, anh em để ý không, thấy không? Đây để anh đây cho nó dễ thấy đó, nó sẽ bị một xíu ở đây thôi, một xíu xíu thôi, lưỡi còn lại rất là đẹp. Mình quay ra đây cho nó dễ thấy. Đây như này nó hơi khó đó, lưỡi rất là đẹp nha, không mẹ không dăm đó. Giá của nó là 200.000. Rồi thì anh em điểm qua một số mặt hàng, thì điểm lại một số mặt hàng thì anh em xem có món nào phù hợp thì liên hệ đặt hàng giúp mình ha. Hôm nay thì cái video nó hơi dài. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.